Trong bất kỳ tình huống nào, thì lửa cũng có thể được xem là sức mạnh hoành tráng và bá đạo nhất mà ai cũng muốn sử dụng. Một phần là do hầu hết các nhân vật chính khi sử dụng lửa đều khiến cho họ trông ngầu hơn, hoặc thậm chí là có vài người khác, dù chỉ là nhân vật phụ, nhưng có lửa trong tay thì kiểu gì cũng trông rất ngầu và bá đạo cho mắt người khác đấy nhé. Và trong One Piece cũng thế. Những dân chơi hệ lửa trong One Piece toàn là những nhân vật cộm cán hoặc cực kỳ bá đạo đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những dân chơi hệ lửa bá đạo nhất trong One Piece nhé. Ace, để mà nói thì một video về lửa thì chắc chắn Ace phải là người đầu tiên được nói tới. Anh là người chơi hệ lửa đầu tiên xuất hiện trong truyện, mà theo mình nhớ là thế. Cơ mà các bạn cũng không cần phải kiểm tra, vì nó hoàn toàn đúng mà. Nắm giữ sức mạnh của trái Mera, Ace đã trở thành một trong những hải tặc nổi tiếng nhất vào thời trai trẻ của anh. Thật vậy, vì hẳn là bạn chưa bao giờ nhìn thấy một tên nhóc 17-18 tuổi nào được mời hẳn vào trong hàng ngũ thất vũ hải bởi chính phủ thế giới mà lại ngay lập tức từ chối như thế đúng không? Thậm chí là Ace còn có thể đánh ngang cờ với một trong những thất vũ hải nữa, thì đúng là không thể nào xem thường được năng lực và sức mạnh của trái Mera rồi. Dân chơi hệ lửa nổi tiếng nhất One Piece, đây chắc hẳn là cách người ta nghĩ đến khi nói về Ace. Và như những gì mình đã nói thì có thể thấy rằng Ace thực sự rất mạnh, mạnh không thể nào bàn cãi được. Cơ mà vì là một dân chơi hệ lửa nên đầu óc của anh cũng nóng tính hơn bình thường. Giống với việc con trai có thể vượt qua được tháng 11 và không mất chuỗi, thì việc giữ cho mình một cái đầu lạnh là hoàn toàn không thể xảy ra đối với Ace. Vậy nên, mặc dù trình độ và sức mạnh nằm ở đẳng cấp rất cao, nhưng vì tính tình nóng nảy và dễ đoán của mình, nên Ace đã có một cái kết không thể nào tệ hơn vì sự nóng giận cực kỳ đáng chú ý của mình. Chỉ xui là bây giờ anh không còn cơ hội để mà sửa lỗi nữa mà thôi. Sabo là người tiếp theo thừa hưởng sức mạnh của trái Mera, nhưng tất nhiên đây không phải là truyền nhân kế nhiệm hỏa quyền Ace, mà là viêm đế Sabo, một gương mặt nổi bật khác của thế giới và cũng là một cái tên rất thân thiện với hỏa quyền Ace. Mặc dù trên thế giới hầu như rất ít người biết về mối quan hệ của hai người này, tuy nhiên bản thân họ thì lại khác. Mặc dù Sabo đã mất trí nhớ ngay từ khi còn nhỏ, và mãi đến khi Ace ra đi rồi thì anh mới lấy lại được bộ nhớ tuổi thơ của mình và nhận ra người anh em thân thiết lúc nhỏ đã không còn nữa. Cơ mà buồn rầu một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Sabo đã trở nên quyết tâm trong việc thực hiện ước mơ của mình. Một phần là để gánh luôn cả phần của Ace, và phần khác là vì anh buộc phải làm như vậy nếu như muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và vì như thế nên sau khi thông tin về trái Mera đã được lộ ra, Sabo ngay lập tức chộp lấy cơ hội đó và tiếp bước người anh em hỏa quyền Ace của mình, kẻ thứ hai sở hữu trái Mera trong One Piece. Và Sabo đã dùng nó để khẳng định tên tuổi của anh theo một cách khác. Vì không giống như hỏa quyền Ace lúc trước, khiến cho cả thế giới phải loạn lên vì sức mạnh và độ đáng sợ của anh, hoàng đế lửa Sabo hiện lên như một vị thánh, một vị anh hùng được tất cả người dân tung hô. Nhưng được cái là cả Sabo và Ace đều giống nhau về chuyện sử dụng lửa làm sức mạnh, và kèm theo đó là sự dè chừng và e ngại của chính phủ thế giới mỗi khi nhắc về hai người này. Vì rõ ràng là họ đều rất khó chơi, thật may mắn là vì Ace đã không còn nữa. Chứ nếu có cả Ace và Sabo nữa, thì chính phủ thế giới sẽ phải đau đầu để giải quyết hai anh chàng này đấy. Sakayuki là một hải quân chính trực, người tốt việc tốt, kẻ bảo vệ hòa bình và công lý cho cả thế giới, nhưng bị cái là được xem như một phản diện và là một trong những nhân vật bị ghét bậc nhất trong thế giới One Piece bởi công việc của ông. Thành thực mà nói thì Sakayuki hoàn toàn không có lỗi gì cả, lỗi là do sức nóng của lửa không thể nào đọ lại được độ hot của dung nham mà thôi. Nói về phần dùng lửa thì mặc dù Sakayuki không thực sự là một ngọn lửa, nhưng sức mạnh của ông lại được xem như là một trong những trái ác quỷ có khả năng công kích mạnh nhất của bộ truyện, bởi nó có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì bằng độ nóng của nó. Hẳn là vậy, vì lửa thì còn có người nuốt hay múa được, chứ dùng nham thì tuyệt đối chưa ai có thể chạm vào nó, chứ đừng nói là tới múa máy hay nuốt nó vào họng. Và vì vậy nên Sakayuki là người duy nhất trên thế giới có thể hủy diệt được bất kỳ ngọn lửa nào với sức mạnh dùng nham của ông. Cơ mà nói đùa như vậy thôi, chứ thực sự nếu biết cách sử dụng và sáng tạo thì một ngọn lửa hoàn toàn có thể vượt trội hơn cái dung nham luôn đấy nhé. Việc Ace hoàn toàn bại trận dưới tay Sakayuki không mang lại ý nghĩa là vì lửa của anh có nhiệt độ thấp hơn dung nham, mà chỉ là do anh chưa thực sự sử dụng hết công lực của mình để tạo ra ngọn lửa có nhiệt độ vượt qua cả dung nham mà thôi. Cơ mà dù gì đi nữa thì cũng có thể xem rằng Sakayuki là một dân chơi hệ lửa khá nổi tiếng trong One Piece rồi nhỉ. Mako cũng là lửa nhưng mà nó lạ lắm. Trong khi bất kỳ ngọn lửa nào cũng có thể để lại hậu quả đáng thương tiếc mỗi khi nó bùng lên để thiêu cháy thứ gì đó. Và thường thì bất kỳ sức mạnh nào sử dụng tới lửa cũng đều mang lại một mong muốn về việc có thể nướng chín kẻ địch của mình bất kỳ khi nào.
Cơ mà đối với Marco thì ngọn lửa của anh chàng hơi bị lạc quẻ một tí, vì nó không được dùng để thiêu cháy hay phá hủy bất cứ thứ gì cả, mà thay vào đó đã được dùng để chữa lành và hồi phục cơ. Trong trận chiến, lỡ mà bị gãy tay đã có làm hỏa, lỡ mà bị mẻ đầu đã có làm hỏa, virus lây lan đã có làm hỏa. Nói chung là Marco có thể chữa trị được bất kỳ loại bệnh và vết thương nào chỉ bằng phát tán làm hỏa của anh đến mục tiêu và để nó tự phục hồi. Cơ mà có vẻ như làm hỏa không phải lúc nào cũng có tác dụng. Bởi lẽ chúng ta có thể thấy rằng Marco không thể nào chữa được đôi mắt cận thị của anh. Đi đánh lộn mà còn mang theo cặp kính như thế thì hóa thành chim, trông nó hề biết bao. Cơ mà có lẽ cũng vì thời trang nên Marco quyết định đeo kính cho đẹp thay vì tự chữa đôi mắt của mình. Và nói như thế cũng không hẳn là lửa của Marco hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu, vì chúng ta hẳn là có thể thấy anh chàng sử dụng sức mạnh của mình để cầm chân hẳn hai tư lệnh của Kaido dễ dàng tới mức nào rồi, đúng không? Kinemon, cáo lửa Kinemon là người chơi hệ lửa bí ẩn nhất trong danh sách này. Tất nhiên không phải là vì chúng ta không biết ổng là ai, hay là do Kinemon xuất hiện quá ít. Không phải như vậy, mà thứ khiến cho ông trở nên bí ẩn chính là không hiểu vì sao mà Kinemon lại có thể chém ra lửa được như thế. Trong ảo ma vải, mặc dù ông cũng sở hữu sức mạnh trái quỷ cho mình, nhưng sức mạnh trái quỷ đó thì không liên quan gì tới lửa cả. Và Kinemon chỉ đơn giản là dùng kiếm và chém ra lửa từ hư vô mà thôi. Và trong khi đối với những người khác, người thì phải ăn trái quỷ mới có lửa, hay người thì phải nhanh tới mức khiến cho cơ thể bốc cháy, thì Kinemon chỉ đơn giản là tạo ra lửa từ thanh kiếm của mình. Một khả năng cực kỳ độc đáo và cũng thật lạ mắt. Chi tiết là chúng ta không được biết cơ chế hoạt động như thế nào mà thôi. Kaido, hẳn là sẽ không có gì là lạ khi một con rồng lại có mặt trong một danh sách những người chơi hệ lửa rồi, đúng không? Bởi các bạn biết lý do vì sao rồi đấy, rồng nào mà chẳng biết phun lửa, có lẽ ngoại trừ đám thiên long nhân hay dragon ở quân cách mạng ra thì hầu như con rồng nào trong One Piece cũng đều có thể phun lửa được cả. Ít nhất thì đó là do mình nghĩ như vậy, cơ mà thực sự thì chúng ta đều đã không lạ gì với việc Kaido biết phun lửa rồi, đúng không? Hẳn là không chỉ biết phun lửa mà còn phun lửa rất nhiều nữa. Và thực tế thì khả năng đó cũng trông không giống lửa lắm, vì nó trông giống một tia năng lượng hơn. Cơ mà vì nó có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì và nướng chín được bất kỳ ai, nên chúng ta có thể tính rằng đó là lửa rồi, đúng không? Và mặc dù không phải đó là một phương pháp tấn công chính của Kaido, và thậm chí là hắn cũng hoàn toàn đánh hụt khi phun lửa vào mặt người khác nữa. Cơ mà so với hầu hết những người khác có mặt trong danh sách này, thì cách sử dụng lửa này của Kaido thực sự là một trong những tuyệt chiêu rất ấn tượng mà chỉ có con rồng này mới có thể làm được thôi, đúng không? Cơ mà đó vẫn chưa phải là hết, vì chúng ta đều đã biết rằng hơi thở bồ lô không phải là thứ duy nhất mà Kaido có thể làm. Bởi lẽ, cái đáng sợ nhất khi nói về hắn chính là thứ mà hắn đã dùng trong đòn tấn công cuối cùng lên Luffy cơ, dạng đại hỏa long khổng lồ, khi Kaido thở ra lửa và bao bọc toàn bộ cơ thể hắn với ngọn lửa mà hắn vừa thổi ra. Thực tình thì là mồm miệng Kaido phải luôn thầm thò sạch sẽ, chứ nếu không thì mỗi lần dùng dạng này chắc có lẽ sẽ phải nín thở cho tới khi nào không dùng nữa thì mới thôi đấy. Chắc là Kaido luôn luôn thủ sẵn một hộp xin gum Kune trong túi rồi mới tự tin bọc lấy cơ thể mình dưới hơi thở của chính hắn như thế. Và phải nói rằng lớp da lửa này của Kaido thực sự rất là hoành tráng, bởi chúng ta đều thấy nó to tới mức nào và trông cũng rất ngầu nữa. Nhưng phải chi là nó không bị đấm bởi Luffy thì hẳn là người dân Wano đã được nhìn thấy hình ảnh một ngọn lửa khổng lồ có hình con rồng trong những giây phút cuối đời của họ rồi nhỉ. Big Mom, khác với Kaido, chỉ sử dụng lửa để làm màu hay tăng độ ngầu của bản thân, thì người chị gái nuôi của hắn thực sự có thể dùng lửa để chiến đấu. Mà không chỉ vậy, lửa của bà ta còn có tác dụng hơn cả lửa của Kaido, bởi nó luôn luôn đánh trúng những mục tiêu mà nó cần trúng. Và quan trọng hơn hết là Big Mom luôn biết phải dùng nó để làm gì, chứ không bắn loạn xạ, để rồi hụt hết dư Kaido. Một ngọn lửa may mắn nhận được một mảnh linh hồn của Big Mom và khiến nó trở thành một trong ba homie mạnh nhất của mụ. Ở dạng bình thường thì chúng ta có thể gọi nó là Prometheus, được đặt tên theo tên của vị thần mặt trời Hy Lạp cổ đại. Một phần là vì nó cũng có hình dạng của mặt trời, nhưng sau khi vào chế độ chiến đấu và bật chế độ chó điên thì Prometheus sẽ trở nên điên loạn, thay đổi hình dạng và trở thành một ngọn lửa thực sự. Để mà nói thì Big Mom có rất nhiều cách sử dụng ngọn lửa của mụ khác nhau, chẳng hạn như cưỡi lên nó như cơn đổ vân, hay dùng nó đội lên đầu để tạo hiệu ứng bốc cháy trên đầu của mụ và dọa cho cái địch sợ vãi đái. Cơ mà bị cái là vì nó chỉ là một homie, nên Prometheus hoàn toàn nghe theo sự chi phối của Big Mom và nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mẹ mình. Và trong một vài trường hợp, nếu như Big Mom không ra lệnh thì nó sẽ đứng đực mặt ra và không làm gì cả như thế này đây. Sanji,
Mặc dù chỉ là một đầu bếp chuyên nghiệp, phục vụ các quý cô và đồng đội bằng những bữa ăn cao cấp hạng sang và phục vụ kẻ địch bằng những cú đạp từ đôi chân dài thòn của anh, nhưng với những ai chưa xem One Piece thì hẳn là họ sẽ rất bất ngờ khi Sanji có mặt trong danh sách này đấy nhỉ. Thực ra thì nó cũng có phần hợp lý, đó là do Sanji là một đầu bếp nên hẳn là anh sẽ có khả năng tạo ra lửa hay gì đó để nấu ăn. Và thực sự mà nói thì đối với đầu bếp, việc kiểm soát được nhiệt độ ngọn lửa là kỹ năng quan trọng nhất nếu như bạn không muốn món ăn của mình chuyển sang màu bóng tối. Tuy nhiên, suy nghĩ như thế thì quá thật tầm thường cho một đầu bếp có tài nghệ cao như Sanji, một người luôn đề cao việc nấu ăn đứng thứ ba sau gái gú và mẹ của mình. Có 3 điều mà Sanji không bao giờ làm, chính là không đánh phụ nữ, không bỏ bất kỳ mỹ nữ nào và không chiến đấu bằng những thứ liên quan đến đầu bếp. Bởi vì thế, Sanji lựa chọn đôi chân của mình đã làm công cụ chiến đấu cho bản thân và tặng cho bất kỳ kẻ nào dám bố lá với anh bằng những cú đá mà có lẽ chúng sẽ phải nhớ đời. Đôi khi là Sanji sẽ phải nhớ cả đời vì không phải da thịt thằng nào cũng mềm như nhau, có vài tên cứng vải lều đá không được. Nên chính vì thế mà chúng ta mới được thấy Sanji nâng cấp sức mạnh đôi chân của anh lên một tầm cao mới khi mà Sanji đã tìm ra cách tạo ra được một ngọn lửa mỗi khi anh chuẩn bị ghi bàn vào mặt ai đó, kiểm soát nhiệt độ của nó đủ nóng để có thể nướng cháy mặt đối thủ và vừa đủ để cho quần của anh không biến mất mỗi khi ra đòn. Để rồi trong trận Onigashima, kỹ thuật dùng lửa của Sanji lại càng cao hơn một bậc khi anh ba có thể tạo ra một ngọn lửa siêu cấp hơn, nóng hơn và cháy bỏng hơn bất kỳ ngọn lửa nào mà anh đã sử dụng trước đó. Nhưng tất nhiên đó không phải là kiểm soát được nhiệt độ một cách hoàn hảo để không khiến cho anh ba phải đi thay quần mỗi khi đá lộn xong. Luffy. Và cuối cùng thì đâu còn ai phù hợp hơn Luffy để trở thành người có thể kết thúc danh sách này đúng không? Thần mặt trời Dika, nghe tới cái tên thôi là cũng đủ thấy một đống nhiệt năng tỏa ra từ anh báo này rồi. Mặc dù Luffy không hẳn là mặt trời theo đúng nghĩa đen vì cậu chỉ là biểu tượng tượng trưng, nhưng thành thực mà nói thì Luffy cũng có một vài chiêu thức cần dùng tới lửa luôn đấy nhé. Hẳn là các bạn vẫn còn nhớ tới đòn Red Hawk rồi đúng không? Mặc dù là phải chiến đấu ở dưới nước, nhưng để có thể khiến cánh tay bốc cháy và tấn công bằng cách bốc cháy đó của mình. Đúng là One Piece, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chắc chắn là không ảo ma bằng việc Luffy có thể cầm được tia sét trong dạng ghi nằm của cậu. Và vì thế nên mình nghĩ rằng biết đâu sau này Luffy cũng có thể cầm được cả ngọn lửa và chọi nó vào mặt kẻ địch của cậu luôn đấy nhé. Cơ mà hình như là mình đã nói về chuyện này trong video dạng tối thượng của Luffy rồi, nên nếu bạn chưa xem thì có thể xem ngay đi nhé, để biết được rằng liệu Luffy sẽ cầm được lửa kiểu gì. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.